Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp các tin tức đã phát trong ngày của truyền hình Thông Tấn. Thưa quý vị, với rất nhiều kỳ vọng của người dân cả nước, trong ngày hôm nay ngày 5 tháng 4, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 đã thông qua nội dung đặc biệt quan trọng liên quan tới công tác nhân sự. Cụ thể, các đại biểu Quốc hội đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bầu đồng chí Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và sau đây sẽ là tổng hợp của truyền hình Thông Tấn về sự kiện đặc biệt quan trọng này. Ngày 5 tháng 4 tại thủ đô Hà Nội, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 bước sang ngày làm việc thứ 9. Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội đã họp riêng tiến hành các thủ tục bầu Chủ tịch nước và biểu quyết thông qua nghị quyết tại hội trường bằng hình thức điện tử với kết quả đạt 97,5% đại biểu có mặt tán thành. Đúng 9 giờ, tân Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri của cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ra sức công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin ghi nhận lời tuyên thệ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Buổi chiều sau khi họp riêng, tiến hành các thủ tục bầu Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ với 97,08% tổng số đại biểu có mặt tán thành. Đúng 16 giờ, tân Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Cũng trong buổi chiều, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại đoàn về các nội dung này. Chiều nay ngày 5 tháng 4, nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thông Luân Sisulit đã gửi thư mừng và gọi điện chúc mừng, bày tỏ tin tưởng rằng với năng lực, uy tín và bề dày kinh nghiệm của mình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng ban lãnh đạo mới sẽ tiếp tục đưa Việt Nam giành được những thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt-Lào, đánh giá cao việc hai nước giữ được đà hợp tác trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sisulit thu xếp sớm sang thăm Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sisulit cũng trân trọng mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Lào vào thời gian thích hợp. Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi Mai của Lào, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gửi đến lãnh đạo và nhân dân Lào những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Người bạn lâu năm
quý mến của Việt Nam lắm. Cũng trong chiều cùng ngày, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia CPP, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen cũng đã gửi thư mừng và gọi điện chúc mừng, bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, không ngừng nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đường biên giới, thúc đẩy đầu tư, kết nối giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Thủ tướng Hun Sen và mong muốn chính phủ Campuchia tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt đang sinh sống, học tập và làm ăn tại Campuchia. Nhân dịp Tết cổ truyền của Campuchia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi tới lãnh đạo và nhân dân Campuchia những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Như vậy là trong ngày làm việc hôm nay, Quốc hội đã kiện toàn hai chức danh quan trọng là Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. Với kinh nghiệm công tác rất nhiều năm trên các cương vị quan trọng của Đảng và Chính phủ, tân Chủ tịch nước và tân Thủ tướng được các đại biểu đặt nhiều kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới sẽ vượt qua mọi sóng to, gió cả. Sau đây là tổng hợp ghi nhận ý kiến của các đại biểu Quốc hội bên lề kỳ họp. Đây cũng là lần đầu tiên mà cái nhân sự giới thiệu bầu Chủ tịch nước lại là Thủ tướng Chính phủ. Mà Thủ tướng Chính phủ là cái người mà cũng đã gắn bó với cái cơ quan hành pháp từ rất nhiều năm, từ cơ sở. Không phải riêng tôi mà các đại biểu đều hy vọng rằng là cái lãnh đạo của Chủ tịch nước sẽ phù hợp và hiệu quả. Nói kỳ vọng thì ai cũng kỳ vọng có một vị Chủ tịch nước thực sự xứng đáng để mà đứng đầu nhà nước trong đối nội đối ngoại và thực hiện tốt cái chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình để cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện được một cái giấc mơ, đó là xây dựng một nước Việt Nam hùng cường. Tôi tin tưởng rằng là trong những cái nhiệm kỳ tới thì chắc chắn là các cái nhân sự được Quốc hội bầu là tín nhiệm lần này với số phiếu rất là cao. Đấy, thì sẽ là những cái nhân tố rất là tốt để mà tiếp tục đưa đất nước ta phát triển trong một cái giai đoạn mới, thời kỳ mới. Trải qua nhiều cái cương vị thì tôi hy vọng là đồng chí Phạm Minh Chính cũng sẽ nỗ lực và có những quyết đoán cũng như là có những đổi mới sáng tạo trong việc điều hành chính phủ để mà phối hợp cùng với Quốc hội để mà thực hiện vượt đưa Việt Nam vượt qua mọi sóng gió để mà đất nước chúng ta trở thành hùng cường vào năm 2045. Tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng là sẽ có nhiều cái đổi mới phương pháp hoạt động trong thời gian tới nữa. Một chính phủ nhiệm kỳ khóa 14 đã quyết liệt thì càng quyết liệt hơn nữa. Đã hành động thì tinh thần hành động sẽ càng cao hơn nữa. Và phải làm sao mà thích ứng với cái điều kiện ngày càng diễn biến phức tạp như hiện nay, tình hình thế giới cũng như trong nước. Thưa quý vị, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội cũng đang thu hút được sự chú ý của đông đảo cử tri cả nước. Đây có lẽ cũng là kỳ họp nhận được sự quan tâm đặc biệt và được nhân dân đặt nhiều kỳ vọng nhất bởi nhiều chức danh lãnh đạo cấp cao chủ chốt của đất nước đã được kiện toàn tại kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ này. Là cử tri ở một xã miền núi xa xôi của tỉnh Lạng Sơn, nhưng chị Hoàng Thị Thúy luôn theo sát các thông tin liên quan đến kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14. Bởi sau một nhiệm kỳ 5 năm, tại kỳ họp này, đất nước sẽ lại có một đội ngũ lãnh đạo cấp cao mới. Là một cử tri, tôi tin tưởng vào những vị lãnh đạo cấp cao của đất nước được lựa chọn ở nhiệm kỳ mới này. Và tôi cũng kỳ vọng những vị lãnh đạo này sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn để đưa đất nước tiến lên, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Tin tưởng vào sự lựa chọn của các đại biểu Quốc hội và cũng tin tưởng cả những nhân sự mới được lựa chọn. Song cử tri và nhân dân cả nước cũng trông chờ sự quyết liệt, khẩn trương hành động ở ngay trong bài phát biểu nhậm chức của các vị lãnh đạo cao nhất. Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ tới, các đồng chí lãnh đạo phát huy tính dân chủ và luôn luôn lắng nghe ý kiến của cử tri, tinh thần đoàn kết cao để sẽ đưa đất nước chúng ta phát triển kinh tế về mọi mặt. Nhân dân cả nước cũng đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn từ bộ máy mới của nhà nước, Quốc hội và Chính phủ để khắc phục những khó khăn bất cập tồn tại trong thực tiễn. Đề ra được những cái bộ luật, những cái luật rất là cụ thể và khả thi đi vào cái đời sống để cho người dân có được cái sự bảo vệ những cái quyền lợi chính đáng của mình. Mong muốn là chính phủ Việt Nam sẽ đưa ra nhiều luật pháp để giúp bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em trên toàn đất nước Việt Nam, giúp cho tầng lớp phụ nữ có tiếng nói hơn. Quan tâm hơn đến những người như chúng tôi, những người ở vùng đặc biệt khó khăn,
và dân tộc thiểu số chúng tôi nơi để chúng tôi có những cái cuộc sống tốt hơn nữa. Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dù còn không ít khó khăn thách thức trên chặng đường phát triển đất nước, nhưng cử tri và nhân dân cả nước tin tưởng rằng với sự quyết tâm, đồng lòng và bản lĩnh của bộ máy nhà nước, quốc hội, chính phủ mới, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh sẽ sớm được thực hiện, bởi đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Theo thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật thì Ủy ban Nhân dân phường Điện Biên, Mặt trận Tổ quốc phường Điện Biên đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri phát biểu ý kiến khẳng định đồng chí Nguyễn Xuân Phúc có những đóng góp to lớn cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân ta. Đây cũng là niềm vinh dự tự hào đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Điện Biên nói chung và tổ dân phố số 8 nói riêng. Cử tri cũng khẳng định trên mọi cương vị công tác, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc luôn phát huy bản chất tốt đẹp của giai cấp công nhân, vai trò tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung, có lối sống giản dị, khiêm tốn. Đồng chí luôn sâu sát, gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn thấm nhuần quan điểm lấy dân làm gốc, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Hội nghị biểu quyết tán thành với 100% cử tri tham dự, nhất là giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Xin được chuyển sang các thông tin liên quan đến dịch COVID-19. Thưa quý vị, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến 18 giờ chiều nay thì có 6 ca mắc COVID-19 mới tại 4 địa phương là Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là các ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy là hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 2.631 ca. Tổng số ca đang được theo dõi sức khỏe là gần 27.500 người. Tính đến thời điểm hiện tại, nước ta đã điều trị khỏi cho 2.383 ca mắc COVID-19, ghi nhận 35 ca tử vong. Trên thế giới, tổng số người nhiễm trên thế giới là gần 132 triệu người và hơn 2,8 triệu người đã tử vong vì các bệnh này. Trước đó, vào sáng nay, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, những thành viên đầu tiên của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam gồm huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo và ban huấn luyện đã được tiêm phòng vaccine phòng COVID-19. Và đây cũng là sự ưu tiên của chính phủ đối với thành viên các đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị làm nhiệm vụ quốc tế trong năm nay. Theo kế hoạch dự kiến, vào tháng 6 tới, đội tuyển bóng đá nam quốc gia sẽ thi đấu các trận còn lại trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á diễn ra tại UAE. Do đó, đội là một trong số các vận động viên thành tích cao, thuộc diện ưu tiên tiêm vaccine. Trước đội tuyển bóng đá nam, vào tuần trước, đã có một số vận động viên các môn bơi, judo, taekwondo đã được tiêm vaccine COVID-19 để chuẩn bị tham dự các giải đấu trong khuôn khổ vòng loại Olympic Tokyo. Dự kiến vào cuối tuần này sẽ có thêm 47 thành viên khác của đội tuyển bóng đá nam, chủ yếu là các cầu thủ như Quang Hải, Công Phượng sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19. Việc tiêm phòng COVID-19 sẽ tạo tâm lý yên tâm cho các vận động viên, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh khi ra nước ngoài thi đấu, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi về kiểm tra, kiểm soát y tế, góp phần đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh của quốc gia đăng cai tổ chức. Chương trình xin được tiếp tục với một số tin vắn về các vấn đề xã hội trên cả nước. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế đã phối hợp với Sở Y tế tỉnh Điện Biên và Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam tổ chức sự kiện khởi động cấp thuốc methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện tại tỉnh Điện Biên. Việc cho người bệnh mang thuốc methadone nhiều ngày thì sẽ giảm thời gian đi lại, giảm các chi phí liên quan đến việc đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh được tiếp cận và duy trì cũng như là tuân thủ điều trị mà vẫn đảm bảo thời gian cho công việc và sinh hoạt. Ngoài Điện Biên thì chương trình thí điểm cấp thuốc methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện còn được tổ chức ở Lai Châu và Hải Phòng. Việc triển khai thí điểm thành công chương trình này ở các địa phương sẽ làm cơ sở để triển khai mở rộng trên toàn quốc. Liên quan đến vụ phá rừng đặc dụng tại vườn quốc gia Xuân Sơn thuộc khu Hạ Bằng, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn của tỉnh Phú Thọ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh này đã có báo cáo số 72 thông tin về việc xử lý các tập thể và các cá nhân có liên quan. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh Phú Thọ cũng đã yêu cầu chi cục trưởng chi cục kiểm lâm thực hiện việc phê bình đối với các tập thể và cá nhân thuộc hạt kiểm lâm Tân Sơn do chưa kịp thời nắm bắt thông tin, bám sát địa bàn trong khi thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Phê bình nghiêm khắc tập thể lãnh đạo vườn quốc gia Xuân Sơn, cá nhân ông Phạm Văn Long, giám đốc, ông Hoàng Gia Khánh, phó giám đốc vườn quốc gia Xuân Sơn,
đồng thời yêu cầu Giám đốc Vườn Quốc gia Xuân Sơn nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, việc thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng thuộc địa bàn được giao quản lý, tiến hành xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trong công tác bảo vệ rừng tại vụ việc chặt phá rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ việc một nhóm người đã vùi một thanh niên xuống cát, quay clip và phát tán trên mạng xã hội. Ngày hôm nay, ngày 5 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ người trái pháp luật và khởi tố 9 bị can có liên quan. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân trong vụ việc này đã thuê xe máy của Nguyễn Trọng Dương nhưng sau đó không trả. Do không đòi được xe, Nguyễn Trọng Dương đã chỉ đạo 8 đối tượng truy tìm nạn nhân. Vào ngày 24 tháng 3, nhóm đối tượng đã bắt được nạn nhân rồi đưa sang bãi đất trống gần sông Lam thuộc địa bàn xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân rồi đánh đập, đào hố, đẩy nạn nhân xuống hố và lấp cát lên. Quá trình hành hạ nạn nhân đã được các đối tượng ghi hình và phát tán trên mạng xã hội. Công an thành phố Vinh và các đơn vị có liên quan đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và làm rõ. Đến tối 29 tháng 3, Nguyễn Trọng Dương đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hà Nội. Thưa quý vị, trước tình trạng hàng chục tấn cá lồng trên sông Lô tại xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ chết hàng loạt như truyền hình Thông Tấn chúng tôi đã phản ánh trong các bản tin thời sự trước, thì đến nay nguyên nhân của hiện tượng trên đã được các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ điều tra làm rõ. Theo đó, thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Thọ đã tiến hành kiểm tra làm rõ bằng các phương pháp chuyên môn. Sau khi kiểm tra các yếu tố môi trường thì các chỉ số đều nằm trong ngưỡng cho phép. Nguyên nhân cá chết hàng loạt là do thời tiết giao mùa, nhiệt độ nguồn nước không ổn định. Bên cạnh đó thì người chăn nuôi cắt giảm nguồn thức ăn khiến cá thiếu dinh dưỡng và yếu do bị sốc môi trường khiến cho nhiều loại cá giống bị chết. Thưa quý vị, sau nhiều tháng chờ đợi thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư 03 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 01 về việc hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Và kịch bản trích lập dự phòng theo thông tư 03 sẽ giảm bớt áp lực cho các ngân hàng và được đánh giá là không ảnh hưởng mạnh đến lợi nhuận. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Sau một năm thông tư 01 về giãn, hoãn, cơ cấu lại nợ được ban hành, ngân hàng này đã hỗ trợ được gần 500 doanh nghiệp, miễn giảm lãi gần 2.000 tỷ đồng. Với thông tư 03 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 01, thay vì không phải trích lập dự phòng cho nợ tái cơ cấu hay miễn giảm lãi, các nhà băng sẽ trích lập dự phòng rủi ro cụ thể đối với toàn bộ dư nợ của khách hàng theo nguyên tắc trích dần trong 3 năm. Ngân hàng thì cũng phải theo cái năng lực tài chính của mình thì có thể trích một phần các cái dự phòng để dự phòng cho những cái khoản nợ này. Thì chúng ta cũng dự đoán là phục hồi nhưng mà cái tình hình dịch bệnh thì nó vẫn tiếp diễn và cái khả năng phục hồi của họ có như chúng ta kỳ vọng hay không thì chúng ta cũng vẫn phải có những cái phần mà dự phòng nhất định để mà hỗ trợ cho những khoản đó. Kịch bản trích lập này được giới ngân hàng đánh giá giúp giảm bớt áp lực. Việc trích lập dần dự phòng rủi ro cụ thể giúp cho ngân hàng vẫn đảm bảo được tăng trưởng tín dụng và không tác động mạnh đến kết quả kinh doanh kể cả về sau này. Do cái câu chuyện là được cơ cấu lại cho nên nó vẫn là nhóm 1 nhưng mà dự phòng thì vẫn trích theo cái nhóm nợ thực tế của cái khoản đó. Và nếu cái phần chênh lệch đó thì được phép rằng là trích lập trong vòng 3 năm. Như ở đây thì có cái việc trích lập như vậy thì ít nhất là giả dụ những khoản đó về sau nó chuyển thành nợ xấu thật thì các ngân hàng đã có trích lập rồi. Ngân hàng vẫn không chuyển nhóm nợ đối với các khoản vay đang được cơ cấu lại hoặc miễn giảm lãi, nhưng từ đầu năm 2024 sẽ phải phân loại đúng bản chất. Điều này giúp nợ xấu trên bảng cân đối kế toán của một số nhà băng không bị tăng lên một cách đột ngột. Tôi cũng đồng tình với cái phương án là chúng ta yêu cầu các tổ chức tín dụng sẽ cần phải trích lập dần cái dự phòng rủi ro của mình để trong tương lai khi nếu như những khoản nợ đó trở thành nợ xấu chúng ta có nguồn lực để chúng ta xử lý. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng nới diện khách hàng được cơ cấu và miễn giảm lãi phí do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Việc cơ cấu và miễn giảm lãi chỉ được thực hiện đến hết năm nay.